Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Bảo Đại. Video hôm nay muốn đi giới thiệu cho các bác một số sản phẩm đồ gỗ. Em cũng chân thành cảm ơn các bác những cái clip vừa qua ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Bảo Đại em rất là nhiều. Sản phẩm đầu tiên mà hôm nay em muốn giới thiệu, em có một chiếc gạt tàn chất liệu là gỗ chắc. Đây là lũa tự nhiên ạ, được đục chạm ạ, một con chim chào màu. Và thông số kích thước em đo chiều cao vào khoảng 30 cm và chiều ngang vào khoảng 18 cm. Một con chim chào màu ạ, đục chạm rất là sắc nét, chất liệu là gỗ chắc ạ. Đây là lũa tự nhiên, hàng là nguyên khối với chất gỗ đỏ đen ạ. Em quay lại mặt sau các bác xem được kỹ hơn, cả những cái đường nét đục chạm không chê vào đâu được, rất là sắc nét có hồn. Các bác sưu tầm ạ, các bác chơi trưng bày và có thể làm thành một chiếc gạt tàn để trên bàn uống nước hay là bàn làm việc. Để các bác đựng gạt tàn vào đây ạ. Và với chiếc gạt tàn gỗ chắc này có giá chỉ 1.300.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Tiếp đến em có một chiếc kỷ tròn, chiếc kỷ chất liệu là gỗ chắc và thông số kích thước. Đường kính mặt em đo là 20 cm và kỷ cao 12 cm. Một chiếc kỳ tròn chất gỗ ạ, cực kỳ là dày dặn, chân cong nha các bác, chất gỗ đỏ đen ạ. Và trên mặt kỳ cũng là ván gỗ ạ, vẫn rất là đẹp, hàng lành nặng liệt nha, với đường kính là 20 cm. Và chiếc kỳ tròn gỗ chắc này có giá 1.500.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Tiếp đến em có một chiếc hộp chè, chiếc hộp chè này chất liệu gỗ chắc ạ, hàng được thảm ốc xa cừ. Và thông số kích thước, chiều cao là 22 cm, đường kính mặt là 11 cm. Một chiếc hộp chè chất liệu là gỗ chắc, được khảm cảnh nha các bác, khảm chim hoa, chất ốc xà cừ. Mà sau ạ, được khảm những cây sen ạ, những bông hoa sen. Với chiếc hộp chè gỗ chắc này, các bác có thể sưu tầm các bác để chơi và sử dụng ạ. Khóa vít đầu. Đây là bên trong ạ. Và trên mặt được khảm những cây sen ạ, những bông hoa sen. Và chiếc hộp chè gỗ chắc này có giá 2.200.000, em bao miễn phí ship. Và tiếp đến em có một chiếc khay nam chất liệu gỗ gụ hay còn gọi gụ mật. Được khảm cảnh chợ quê ạ. Em đo thông số kích thước, chiều ngang là 56 cm. Chiều cao 28 cm. Đây là một chiếc khay nam được khảm cảnh chợ quê, chất ốc xà cừ. Các bác xem và có thể cảm nhận được ạ. Chất ốc đã ngả màu theo thời gian 5 tháng. Hàng được cắt tỉa, đều được làm là thủ công. Những đường nét ạ, rất là có hồn. Khảm cảnh chợ quê. Gỗ đang nguyên một tấm luôn. Phần khung là được đục trúc ạ. Các bác sưu tầm, các bác chơi trưng bày có thể làm thành một chiếc khay trà được. Và giá của chiếc khay na được khảm cảnh chợ quê này là 2.500.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Tiếp đến là xuống dưới bên đây em có một bức tượng một con chim đại bàng săn mồi, tác phẩm nghệ thuật nha các bác. Chất liệu là gỗ chắc, thông số kích thước em đo ạ, với cái phần cánh, phần sải cánh lộng nhất là 64 cm. Chiều cao vào khoảng 40 cm. Em đến gần và quay chi tiết một bức tượng ạ, một con chim đại bàng săn mồi, chất liệu là gỗ chắc. Đây là phần cánh ạ, các bác xem ạ, những đường nét đục chạm rất là tơ tóc. Với chất gỗ đỏ đen ạ, đây là những móng vuốt đục chạm sắc nét rất có hồn. Phần dưới là nũa nha các bác. Đây là con cá đại bàng săn mồi, chất liệu là gỗ chắc, một kích thước cũng rất là to ạ, với phần sải cánh lộng nhất là 64 cm, như một tác phẩm nghệ thuật nha các bác. Hàng đục chạm là không chê vào đâu ạ. Với một kích thước như thế này ạ, các bác sưu tầm, các bác chơi ạ, cũng có thể để trên bàn uống nước hay là trên bàn trưng bày đồ hay là trên kệ ạ, rất là đẹp luôn.
Vậy em báo giá với con chim đại bàng gỗ chắc này có giá là 4.300.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến là xuống dưới bên đây, em có một bộ ghế vách tàu hàng cũ nha các bác. Bộ gồm tổng là có 7 món, gồm 4 ghế, 2 đôn và 1 bàn. Bộ ghế vách tàu này chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gỗ mật. Đầu tiên em đo thông số kích thước bàn. Bàn dài là 121cm, chiều ngang 50cm và bàn cao là 75cm. Em đến gần và quay chi tiết. Đây là phần liễu bàn được đục chạm và được khảm những cành hoa mai. Bên trên được khảm những đường dây neo liên chi, trật ốc xa cừ. Đó, tất cả những phần bên trên là được khảm những đường dây neo và bên dưới là được khảm mạ những cành hoa. Chiếc bàn được chạm và khảm tứ diện, bốn mặt là như nhau. Chất gỗ liền nè, thảm ốc xà cừ ở dưới bàn, có sàn ở dưới để các bác có thể là được đồ. Và em quay đến mặt bàn, với bên trong lòng bàn lại được thảm cảnh tùng hạt. Chất ốc đã ngả màu theo thời gian 5 tháng. Hàng đều được cắt tỉa kỹ thuật ạ, cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét. Thảm cảnh tùng hạt tùng độc. Chất ốc rất là đẹp màu không chê vào đâu nhỉ các bác, chất ốc xa cừ. Và bên ngoài bàn cũng được những góc là những đường ô van và xen kẽ là những đường dây neo. Tiếp đến với bốn chiếc ghế kích thước này như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái. Chiều ngang của ghế 64cm, ghế sâu 50cm, chiều cao lên đến chỗ ngồi là 48cm. Đây là phần tựa, phần trương đúng chạm con rơi nhỉ các bác. Và phần nô tất cả là nô gỗ và được thảm tích. Chất ốc đã ngả màu theo thời gian và những đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc có hồn. Đây là phần tay tay cũng đục chạm và thảm ốc. Với bộ ghế vách tàu này, phần tựa phần tay hiện tại vẫn là mộng tháo rời nhớ bác, mộng mạc chắc chắn. Và đây với phần liễu bên trên là được khảm những đường dây neo và bên dưới là được đục chạm những cành hoa, những bông hoa mai. Chiếc ghế hàng đục chạm và khảm là ba mặt. Đây là hai bên hông. Hai bên hông được đục chạm và khảm là như nhau. Đây là mặt sau của ghế gỗ niền nạc nhỉ các bác, dày dặn. Tiếp đến hai chiếc đôn kích thước như nhau, em đo thông số đại diện một cái. Chiều ngang của đôn là 43cm, chiều sâu là 33cm và đôn cao là 70cm. Đây là với phần liễu đôn cũng đều được đục chạm và được thảm ốc. Chiếc đôn này đục chạm và khảm là tứ diện bốn mặt. Và tất cả dưới hai đôn và bàn đều có sàn ở dưới để các bác có thể là đựng đồ. Và đây trên mặt đôn cũng được khảm ốc Em quay chi tiết với những chiếc ghế còn lại, bác có thể xem được kỹ hơn với một bộ ghế vách tàu. Kích thước vừa và nhỏ các bác kê phù hợp với mọi không gian. Với bốn chiếc ghế đơn như thế này kê và di chuyển cũng rất là tiện nghi. Tất cả phần nô là nô gỗ và được khảm tích. Chất ốc xa cừ nhỉ các bác. Tất cả tựa tay mộng chắc chắn mộng tháo rời. Hàng cũng đã qua thời gian và khi gian lưu là cơ sở bảo đại cũng sẽ kiểm tra cẩn thận và no chùi làm bóng lại sạch sẽ trước khi giao đến tận nơi. Và với bộ ghế vách tàu này
em cũng báo giá và giao lưu, giá là 35 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Tiếp đến là sang bên đây, em có một siêu phẩm ạ, một tác phẩm nghệ thuật, một ông cụ di lạc ngũ phúc đang đứng dưới gốc cây tùng, chất liệu là gỗ chắc. Và thông số em cũng đo để các bác nắm về kích thước. Với phần đế thì không phải gỗ chắc ạ. Đầu tiên em đo kích thước của tượng. Với chiều cao của tượng là 131 cm, chiều ngang 80 cm và sâu là 40 cm. Và từ chân đế mà lên đến đỉnh của tượng ạ, là kích thước là 161 cm. Em đến gần và quay chi tiết ạ. Một siêu phẩm ạ, siêu to nha các bác. Một cụ di lạc ngũ phúc đang đứng dưới gốc cây tùng. Và đây là những phần tán ạ, tán cây tùng. Hàng đục trạng sắc nét ạ, rất là kinh bông. Kích thước to nha các bác. Em cũng đã đo kích thước để các bác có thể là mua về các bác kê ạ, phù hợp với không gian. Đây là với phần thân ạ. Với những đường nét ạ, đục trạng. Hàng đục trạng kinh bông ạ, sắc nét. Và đây là với gương mặt cụ ạ, cười rất là tươi. Một tay ạ cụ đang vác một cành đào, một tay ạ cụ vác một cây gậy như ý. Đường nét đục trạng thì không chê vào đâu ạ, rất là có hồn. Đây, gương mặt cụ cười rất là hoan hỉ. Em quay đến phía dưới thì các bác xem một kỹ ạ. Đây là những chú tiểu, chất gỗ đỏ đen nha các bác. Những đường nét đục trạng kinh bông. Ở phía dưới ạ, rất nhiều những đồng tiền. Đây là cây sâm ạ, với chất gỗ đỏ đen. Và khi các bác xem video chưa kỹ và xem chưa được rõ thì có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Em có thể là chụp ảnh và gửi chi tiết cho các bác ạ về bức tượng ông cụ di lạc này. Và với siêu phẩm em cũng báo giá và giao lưu, giá là 23 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến là xuống dưới bên đây em có một cái tủ bày đồ Doraemon, chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi cụ mật, miền Nam gọi gõ mật. Và thông số kích thước của cây tủ với tổng chiều cao là 210 cm, chiều ngang là 110 cm. Em đến gần và quay chi tiết. Đây là phía bên trên ạ, một tạo hình một vòng tròn. Với cái vòng tròn này mặt sau ạ, phần liễu mặt sau và mặt trước đều được đục chạm là như nhau. Đây là phần liễu ạ, đục chạm những đường nét hoa lá tây. Đây là những con lồng hóa ạ. Và những góc ạ là những đường nét họa tiết hoa văn. Phần chính giữa của cây tủ Doraemon này có 3 chiếc ngăn kéo nhỏ ạ. Và có thể nào mở la và đựng đồ. Và đây là phía dưới ạ. Rất là nhiều kệ và nhiều sàn. Tất cả sàn bên trong ạ đều là sàn gỗ hết nha các bác. Ván liền hết luôn. Các bác xem ạ, với một cây tủ bày đồ Doraemon nhiều kệ và nhiều sàn như thế này. Các bác có thể trưng bày đồ sứ, đồ tượng, có thể trưng bày đồ cổ hay là rượu, hay là những bình hoa, hay là những cây bonsai nhỏ theo không gian và sở thích. Và em cũng báo giá giao lưu với cây tủ và bày đồ Doraemon này có giá là 11 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Sản phẩm cuối cùng mà video hôm nay muốn giới thiệu, em có một chiếc kệ sách ạ, hay còn gọi là một cây tủ bày đồ chất liệu gỗ gụ hay còn gọi gỗ mật, miền Nam gọi gõ mật. Và thông số kích thước em đo với cái chiều cao là 187 cm. Và chiều ngang là 87 cm. Tủ sâu là 33 cm. Em đến gần và quay chi tiết. Đầu tiên là với phần bên trên gồm có 3 sàn, 3 kệ. Với phần liễu bên trong ạ là được đục chạm những đường chuyện. Với 3 sàn bên trên này các bác có thể là sử dụng vào có thể làm thành những kệ ạ, để kệ sách ạ, và có thể là để là trưng bày đồ. Và đây là phía dưới, chính giữa của tủ là có 2 chiếc ngăn kéo. Bên ngoài là đồ đục chạm ạ, những đường nét họa tiết hoa văn. Và có thể là mở la và đựng đồ. Và đây là phía dưới ạ. Phía dưới là một ngăn tủ lớn. Và bên ngoài là đục chạm những bình hoa, những bình hoa nha các bác, những giỏ hoa. Và bên trong đây là một ngăn tủ lớn và có thể là đựng đồ. Tiếp đến là phần phía dưới, phần liễu ạ, cũng được đục chạm những đường chuyện, những đường nét đã họa tiết hoa văn.
Đây ở chính giữa là hai chiếc ngăn kéo. Chất gỗ liền nạc thì các bác, đây là hai bên tủ ạ. Cái phần liễu đục chạm ba mặt, những đường nét ạ, những đường chuyện. Với một cây tủ sách như thế này, bên trên này các bác có thể là kê đê, trưng bày đồ, và dưới là những ngăn kéo và những ngăn tủ của cơ sở Bảo Đại cũng đã lắp ạ, những tay nắm. Các bác có thể là mở la và đựng đồ. Cái chất gỗ này em bao lành nặng liền nạc. À, khi giao lưu thì em sẽ kiểm tra và si sát lại sạch sẽ ạ. Các bác nhận hàng kiểm tra mới thanh toán cho nên cũng rất là yên tâm. Với em báo giá với cây tủ sách này có giá là 9.500.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Các bác xem video thấy hay thì đẹp có thể cho cơ sở một like và đăng ký kênh. Em có thêm được phát triển kênh là thật nhiều những video mới giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Các bác xem video chưa kỹ nghe chưa được rõ có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115 hoặc 0945058115. Em có thể là chụp ảnh và gửi chi tiết cho các bác về tất cả các sản phẩm bên cơ sở Bảo Đại. Em cũng xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.